Rồi, ok. Bây giờ các bạn ơi, thì bữa nay mình cho các bạn xem cái nước sơn của cái dàn áo mà rất nhiều anh em hỏi là tại sao mà xe mua về á, một thời gian ngắn thôi là dàn áo nó xuống cấp dữ rồi. Thì là do cách bảo quản hay là nước sơn bây giờ nó tệ? Thì mình giải đáp trong video hôm nay luôn. Thì các bạn biết là chiếc xe các bạn mua về thì thường là các bạn chăm sóc kỹ cỡ nào đi chăng nữa, thì sau một thời gian khoảng 1 năm 2 năm, nước sơn dàn áo bắt đầu có dấu hiệu là nó xuống cấp. Nói thẳng các bạn luôn, cho dù các bạn có kỹ cỡ nào thì nó vẫn xuống cấp, vì các bạn xài xe các bạn phải chịu sự tác động của cái gì nè, trời nắng nè, trời mưa nè, rồi trong quá trình các bạn xài các bạn có chịu cái tác động của gió nè, rồi bụi nè đó. Rồi chưa kể nha, các bạn để xe ở những khu vực có rất là nhiều những cái tác động như là hóa chất rồi sơn nhà hay như thế nào đó, thì sau một thời gian thì các bạn thấy là nước sơn dàn áo của các bạn xuống cấp. Và để khắc phục điều này thì rất nhiều anh em sẽ đem xe đi đi dán, đúng không ạ? Thì đi dán là một cách để bảo vệ cái dàn áo nước sơn cho cái dàn áo chiếc xe. Thì tuy nhiên là nếu các bạn dán thì tất nhiên nó bảo vệ được nước sơn của cái dàn áo là nó lâu hơn là không dán. Tuy nhiên nếu dán thì các bạn đã che đi cái nước sơn đẹp, nước sơn zin đẹp đó rồi, và tất nhiên cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Và trong cái video hôm nay mình muốn nhấn mạnh một điều, chiếc xe xài kỹ thì nó sẽ lâu xuống cấp, mà xài kỹ thì có hai cái lý do để các bạn xài kỹ. Một là các bạn muốn chiếc xe mình luôn đẹp, luôn lanh. Lý do thứ hai là các bạn muốn chiếc xe mình lâu đem mang ra cái tiệm sơn lại, tức là các bạn giữ xe mình được lâu năm hơn. Và rất nhiều anh em hỏi mình là giữ như thế nào vậy anh Trọng danh, tức là mình tên Trọng nha. Thì tất nhiên là để giữ được chiếc xe dàn áo sơn zin đẹp lâu năm thì sẽ làm như thế nào. Trước khi giải đáp câu hỏi đó, xin mời các bạn xem từng chi tiết dàn áo với chiếc xe con 20 này, và mình đã xài nó được 19 tháng nha các bạn, 19 tháng. Và mình xài nó cũng rất là ghê đó, xài rất là ẩu cũng như là chở rất là nhiều đồ. Tuy nhiên sau khi về nhà là mình gì, lau chùi. Và lau chùi như thế nào thì mình sẽ giải đáp sau khi mình review tổng thể một lần cuối dàn áo cho các bạn xem nha. Ok, các bạn xem dàn áo nè, đây 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 là nước sơn zin sau 18 tháng. Đây là trắng bùn nè các bạn, vẫn còn kim tuyến nha, vẫn còn kim tuyến. Mình cố tình review lúc trời mà còn đẹp buổi chiều, nhưng mà mới có 3 giờ thôi, đây vẫn còn lấp lánh kim tuyến, mình mới rửa xe hôm qua. Ok, tất nhiên xe nào cũng có chày, tuy nhiên cái vết chày nó không đáng kể với một người kỹ lưỡng. Đây không dán nha các bạn, xe không dán ngay từ đầu mình đã nói rồi. Trước đây rất nhiều đời xe mình dán, qua con xe này mình quyết định không dán, và mình quyết định không dán thì mình phải kỹ. Đó là cái điều các bạn phải đánh đổi. Và kỹ như thế nào thì sau khi mình quay một vòng, đây bên bên yếm bên này vẫn rất long lanh và vẫn còn kim tuyến nha các bạn. Rồi cho các bạn xem luôn cả cái vành xe. Đây cái vành xe, có rất nhiều anh em nói là ủa sao mà xe tôi mua về mới có 3 tháng 5 tháng mà cái vành nó bị xét hết trơn. Đó cái vành bạc nè, người ta sơn màu bạc đó. Cái phuộc cũng vậy luôn, các bạn thấy không, tuy phuộc cũng vậy luôn, tất nhiên đó không hề có một cái dấu hiệu là xét rỉ sét đó. Tôi không dùng bất cứ hóa chất gì nha các bạn, chỉ rửa như các bạn bình thường thôi, là chỉ dùng gì, xà phòng hoặc là nước rửa chén. Tuy rằng nước rửa chén và xà phòng cũng chưa phải là cái hóa chất đúng để mà rửa xe, tuy nhiên thì rất nhiều anh em dùng xà phòng và nước rửa chén bên cạnh dung dịch chuyên dụng để rửa xe, mà mấy ai dùng dung dịch chuyên dụng đâu các bạn ơi. Bóc được cái nước rửa chén với xà phòng là bỏ vô làm đáy cho rồi. Đây cái chỗ yếm hông nè, bạn thấy không, vẫn còn rất long lanh, vẫn còn kim tuyến luôn nha. Đây là những cái vết chày nhỏ và đã được mình khắc phục bằng việc lau chùi, sau đó lấy kem đánh răng. Mình có một cái clip nói về kem đánh răng rồi. Còn chỗ này là cái chỗ mà mạ chrome vẫn còn sáng bóng nha các bạn. Đây
Đây nước sơn ở phía sau. Chỗ này là chi tiết ít bị đụng chạm, ít bị chày. Đó. Đó. Bạn xem thấy chưa? Đó. Rất là long lanh, vẫn còn kim tuyến nha các bạn. Có thấy kim tuyến không? Ok, đây kim tuyến sáng bóng luôn, đây. Ở dưới ánh sáng tự nhiên của mặt trời vẫn còn kim tuyến nha các bạn. Đây, cái bẩn dưới nè. Các bạn thấy không? Cái bẩn dưới nè. Không hề có một dấu hiệu. Và tất nhiên xe kỹ nó là như vậy. Đây, cái mâm sao. Cái vành mâm sao. Không hề có một dấu hiệu gọi là bị oxy hóa mâm, bị chốc nước sơn nha các bạn. Nói thật chứ các bạn, mình chạy xe cũng bà cố luôn á. Chở đồ cũng dữ dội lắm à. Rồi, bên cạnh đó mình cho các bạn xem cái nước sơn của cặp phuộc. Nước sơn cặp phuộc cũng rất là xịn, sơn zin. Tuy nhiên, có một điều. Các bạn thấy không? Chỗ này. Vì khi mà mình vận hành đó các bạn chở hai hoặc là các bạn chở đồ, thì cái phần mà cái phuộc nó ngắn nè, cái hành trình phuộc nó ngắn chỗ này nè, những cái cây, những cái vòng phuộc nó ngắn nhau, nó sát nhau, cho nên khi mà chở nặng hoặc là qua ổ gà giảm sốc thì những chi tiết này nó sẽ đụng nhau. Chỗ nào nó ngắn, nó khoảng 5 mm thì nó sẽ chạm vào nhau. Tức là nó chạm vào nhau các bạn, nó chạm vào nhau thì nó sẽ để thành những cái dấu hiệu cạ vào nhau. Cạ vào nhau nó sẽ làm cho nước sơn chỗ này bị gì? Bị reset, và dấu hiệu reset đã bắt đầu xuất hiện trên cây cặp phuộc sau 19 tháng. Còn phía dưới này nó không chạm vào nhau vì cái hành trình, cái vòng của nó xa nhau, nó không thể nào chạm vào nhau, cho nên không thấy nước sơn chỗ này bị reset. Tuy nhiên thì ở trên đây nó gần nhau quá thì cái nước sơn nó bị reset. Cho các bạn xem nha. Đây đó, ok. Vậy thì ngoài cái chi tiết này ra thì trên xe không có một chỗ nào reset cả. Ok, đó. Bạn thấy chưa? Ngay cả trong hốc. Đó, hốc ha. Ok, những con ốc. Những con ốc. À, những con ốc, ốc mái, ốc chưa hề có dấu hiệu gỡ nha các bạn, vẫn còn được, ok đó, thấy chưa? Rồi như vậy thì mình giải đáp các bạn luôn. Làm sao để giữ được nước sơn này sau quá trình gần 2 năm? Một chiếc xe cũng chạy cũng không hề là kỹ đâu, nhưng mà sau đó đem về nhà lau chùi thôi. Lau chùi. Mà lau chùi như thế nào cho kỹ các bạn? Ok, không phải là lau chùi kiểu như qua loa nha. Lau chùi qua loa thì nó vẫn cũ và vẫn mau xét thôi. Vậy lau chùi như thế nào mình giải đáp cho các bạn để không đỡ mất thời gian của các bạn nữa. Ok. Rồi, mình giải đáp luôn. Đầu tiên, khi các bạn rửa xe, bạn chùi xe thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái nùi dẻ. Nhưng mà trên nùi dẻ này á, bạn hãy xem xét lựa chọn cái nùi dẻ nào mà nó là dạng cô tông. Nó cô tông và nó không để lại bụi nha các bạn. Các bạn vũ nó không ra bụi. À, đừng có lấy cái nùi dẻ gớm quá, lấy nùi dẻ sạch đàng hoàng và vũ không ra bụi. Thứ nhất là cái loại giải cô tông nó giống như giải áo nè, áo thể dục thể thao á, áo thể dục thể thao là ok, cô tông 100%. Cái thứ hai là các bạn cắt ra, đừng có để lại những cái nút, tức là trên cái chi tiết nùi dẻ nè các bạn không để lại các cái nút áo còn sót lại, cũng như là các cái chi tiết mà mạc hay là cái gì đó nó có thể làm xước xe. Cái thứ hai, khi các bạn chuẩn bị cái nùi dẻ đạt yêu cầu như này rồi thì các bạn lấy xà bông hoặc là lấy nước rửa chén hoặc là dung dịch tẩy rửa chuyên dụng rửa xe. Rồi các bạn bắt đầu tiến hành rửa xe bình thường. Tuy nhiên những chi tiết nào các bạn cần chùi kỳ rửa mạnh thì các bạn hãy kỳ chùi rửa mạnh. Đó, những cái viên hốc như này. Và những cái chi tiết trong hốc này các bạn cũng cố gắng làm sao cho mình thò tay vào. Các bạn thò tay vào nhé, thò tay vào. Thò tay vào bên trong hốc này nhé, thò tay vào. Đây. Thò tay là các bạn cố gắng các bạn làm cho nó thật là kỹ lưỡng. Tất nhiên người ta nói là gì, của bền tay người, của bền tay người. Tất nhiên không ai mà siêng năng mà lại đánh đổi lại cái việc mà xe mau cũ cả. Siêng năng thì xe sẽ lâu cũ, còn lười biếng thì xe mau cũ. Đó là chuyện bình thường nha. Rồi ok, mình đã cho các bạn xem một vòng nước sơn áo của xe zin sau 19 tháng. Một con xe sau 19 tháng chạy từ quê lên thành phố lên về quê chạy rất là nhiều km, cũng đã tăng lên 13.000 rồi. Ok, như vậy thì với cái review hôm nay mình muốn nhắn nhủ các bạn là hãy dành cái tâm, cái tình yêu cho xe mình cũng như là cái hiểu biết để làm sao cho chiếc xe nó sạch nhất có thể, sạch nhất có thể thôi nha. Còn điều kiện thì tùy mỗi anh em. Ok, chúc anh em sức khỏe trong mùa dịch này. Bye bye, hẹn gặp lại.